Thế ngày bế mạc tức là tạo pháp, thì trước là quý vị đại diện các bậc để tạo pháp. Sau đó thì quý thầy có lời nhắc nhở chất tấn, kế thì quý vị cũng đại diện dấu là trình bài, và qua mấy ngày tu tập đó có được những cái cảm nhận gì trong những ngày tu tập để quý thầy viết, để rồi cũng khuyến khích thêm. Thì sau đó thì tới phần khóa lễ để rồi hướng về Tam Bảo để tỉnh Tam Bảo cũng chứng minh gia vị để cho tất cả cũng luôn tinh tấn. Thì cái buổi lễ nó cũng đơn giản, để quý vị sắp xếp để đại diện các bạn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính ngưỡng bạch thầy, cung kính ngưỡng bạch quý thầy, quý sư cô. Hôm nay chúng con có duyên sự đồng hành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính ngưỡng bạch thầy. Hôm nay chúng con xin đại diện Phật tử Thiền Viện Quang Chiếu và nhiều Phật tử ở khắp nơi tuân tập về đây thì khóa tu học 4 ngày tại Thiền Viện Quang Chiếu. Sau 4 ngày tu học, chúng con nhận được sự từ bi chỉ dạy của thầy và thầy hướng dẫn cách tu hành. Chúng con thấy được niềm lợi lạc và tìm thấy được niềm tin vững chắc vào đường lối tu hành và áp dụng cho đời sống thiết thực hàng ngày. Chúng con kính thỉnh thầy mỗi năm sang Thiền Viện Quang Chiếu mở khóa tu để chúng con được noi gương thầy, noi ân đức của thầy để tu hành ngày càng tinh tấn hơn. Không nói sao hết nỗi niềm tri ân và tán dương cao ơn của thầy, chúng con xin thành tâm đảnh lễ ái tạ thầy và kính xin thầy từ bi chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dù cũng như đầy đủ những cái duyên lành thì chiếu cũng thỉnh thầy cũng hướng dẫn cho khóa tu 4 ngày thì đến nay là ngày cuối đến giờ bế mạc hay là tạ pháp. Thì qua mấy ngày tu tập thì thấy rằng quý Phật tử cũng có được những cái tâm chân thành để vừa học pháp vừa thực hành tiến tu, để đây là làm những cái bước đi vững chắc trên cái con đường học Phật. Thì mong rằng sau quý Phật tử cũng luôn luôn để giữ gìn cái đạo tâm của mình luôn tinh tấn, đã có sự học hiểu luôn thực hành tinh tấn và tinh tấn lâu dài, tinh tấn mãi, chứ không phải là mình tinh tấn một lúc rồi thôi. Sao là tinh tấn bền bỉ lâu dài, nói cho nó nghĩa là đầy đủ nghĩa hơn là mình luôn tinh tấn mãi, kiếm mãi cho đến nghĩa là giác ngộ viên mãn mới thôi, chứ không phải là chỉ
dừng trong lúc nào đó. Vì đây là cái gọi là một cái hướng đi, mà gọi là cái hướng đi cứu thoát mình, hay là cái hướng đi sáng sủa để mình đi ra khỏi cái chiều lầm mê. Thì ngoài con đường này thì không còn con đường nào khác nữa mà mình đã gặp được vì như là đó. Thì vậy thì chỉ có lần bước để ra khỏi cái lầm mê thì đó mới là con đường gọi là tự cứu lấy chính mình, đó là đường cứu mình đó. Thì đây cũng là cái khéo để người trí sáng suốt để thấy biết và lo xa cho mình, đó là cái hướng gọi là đi nó tốt lành. Thì mong sao quý Phật tử đó luôn nhớ để tinh tấn vững mạnh. Thì tiếp theo thì mà tỉnh thầy Tâm Tạng cũng có lời để xét tấn thêm trong đạo tràng để làm cái tư lương lưu tiến trên đường học đạo. Thầy lấy cái hồn được rồi. Thầy lấy Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên thầy đã từ bi chứng minh cho chúng con rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ tam bái cúng dường Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Pháp để mình thực hành và niềm vui mình đã đạt được, thì hy vọng rằng quý vị sẽ đem cái pháp mình đã được tiếp tục để thực hành nó, đem cái niềm vui mình có được để duy trì trong cái đời sống hàng ngày của mình, làm sao để chúng ta có được một cái luôn luôn sống trong cái tinh tấn và tỉnh giác. Tình giác trong từng phút từng giây của cuộc sống của mình, để đủ duyên và khi gặp lại nhau thì chúng ta sẽ tiếp tục và trọn vẹn được cái đời sống tỉnh giác đó. Đó là cái lời mà chia sẻ của quý thầy gửi gắm đến toàn thể quý Phật tử, và quý thầy cũng hy vọng là có duyên thì quý thầy sẽ gặp lại quý vị trong khóa tu năm tới, nếu như thượng tọa chủ trì Trúc Lâm cứ cả trở qua thì chúng ta sẽ có duyên để gặp lại nhau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Dạ, thì tới bằng quý Phật tử qua mấy ngày tu tập á, trình bày cho em coi để quý thầy có gì phấn khởi không?
Sao qua mấy ngày là im đu hết không có gì hết rồi. Mới cái gì? Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính kính bạch thầy, kính bạch quý thầy, quý sư cô. Sau khi được dự Pháp Tu Bốn Ngày, đầu tiên con xin cảm nhận công đức của quý thầy, quý sư cô đã tổ chức một Pháp Tu rất nhiều lợi lạc cho chúng con. Quý thầy đã tạo một cơ duyên chúng con được tu học, và nhất là quý sư cô đã lo những gì mặt vật chất như chỗ ăn, chỗ nghỉ, thức ăn thật là tuyệt vời. Và chúng con cũng cảm ơn những công đức của quý thầy, quý cô đã bỏ thời gian tới đây dạy dỗ cho chúng con. Thì một lần nữa chúng con cũng không biết nói gì hơn là tri ân lòng từ bi của quý thầy, quý cô đã dành cho Quan Chiếu như quý Phật tử phương xa ở rất nhiều nơi trên thế giới này đã tụ về đây để dự Pháp Tu. Một lần nữa xin chân thành tri ân quý thầy, quý sư cô. Sinh ra thì quý Phật tử được dự trong cái Pháp Tu này đó, hay là ở nơi cái đạo tràng của cái Pháp Tu này đó, thì đây là cái ưu điểm rất lớn. Chứ còn quý thầy trước thì cũng có hướng dẫn mấy cái Pháp Tu ở như là bên Úc, bên Sydney đó, thì Phật tử đó cũng rất là hâm mộ và tu tập, nhưng mà cơ sở đó thì lại thiếu, không? Cho nên là cũng có mấy ngày, ta 2-3 ngày đó mà là cũng cái đạo tràng đó thì cũng là cái nhà của Phật tử rồi tập trung lại là tu tập thôi, thành ra giống như là cái nhà quý vị biết rồi đó, khu phố rồi có nhà rồi phía sau các bạn đất trống này thôi, trong một cái khu này thôi chứ không phải là như cái chùa. Thì như vậy thì mấy vị là phải mướn rạp đó, mướn trại rồi là nhà tiền chế che đó, rạp trại rồi quý vị ở số ở liều tu tập giống như cắm trại. Nhưng mà quý vị cái tâm thiết tha chân thành tu tập thì cũng rất là an ổn, không? Và cũng do cái tâm chân thành thiết tha đó mà không biết sao thì chư thiên cũng ủng hộ cho đó. Trong tuần đó nghe quý vị nói là đài nó báo là tuần đó là mưa to, thành ai cũng lo hết, đâu có cơ sở như mình đây thì gọi là bước rạp tre đó mà mưa là coi như là ước hết rồi, giờ đâu có ở được trong này mà ở dưới ngoài đất á, ngoài đất liền này trải bạc thì thôi, mà nếu mưa thì coi như là hết sinh hoạt rồi. Nhưng mà sau là mấy ngày tu tập thì an ổn, không có mưa gì hết. Nhưng mà xong rồi đó, thì mưa to thiệt. Rồi ở bên Thụy Sĩ cũng năm rồi trước á, thì cái cô Dự Đức con nhà cổ bên Thụy Sĩ là thiếu phương tiện rất nhiều, còn quý vị đây đầy đủ hết, có đạo tràng, rồi có thầy cô nè, rồi có nơi chốn nào, còn bên kia là không có đạo tràng, không có tử gì hết, mà cũng không có thầy cô gì nữa, nhưng mà chỉ có cô Phật tử Dự Đức cũng thiết tha, chân thành, rồi cũng có thỉnh mời, thì với lại tức là năm đi Âu Châu á, thì hứa từ trước là cũng 3-4 năm rồi. Thành ra rồi cũng thấy có thiết tha quá mà cũng chưa có hiểu rõ là cái tình hình đó sao, nhưng mà tôi cũng hứa tới chừng qua rồi mới thấy rằng cậu cũng chân thành, cậu tập trung hết anh chị em đó, rồi cũng nhờ số mấy Phật tử bên Pháp qua cũng giúp đỡ, cậu cũng bướm cái khách sạn mini đó
luôn khách sạn thường lễ, mình quản lý nguyên khách sạn luôn. Thành ra rồi tôi và tử cũng rất là quan hỷ phấn khởi, cũng thành tựu. Thì như vậy đó là các nơi là các vị cũng có những cái tâm thiết tha tu tập rồi đó, nhưng mà rồi những cái thiếu phương tiện, nhưng mà chân thành do cái tâm chân thành thì tu tập cũng được những cái niệm an lạc. Còn ở đây thì quý tử đầy đủ, có cơ sở sẵn, có thầy cô cũng sẵn, rồi quá ô rồi mà được cái ô nữa mà không biết phát triển nữa thì rất là tiếc. Không, đó là cái này cũng nói qua cho quý vị thấy là đây là quý vị có những duyên lành khi hữu, cho nên ráng cố gắng để tinh tiến đồ mà phát triển cho tốt. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn thượng tọa, quý thầy và quý sư cô tại thiền viện Quang Chiếu, con có một vài lời xin tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thượng tọa, quý thầy và quý sư cô, thật là một cái duyên lành rất là lớn cho tất cả chúng con là được tin thầy về nơi đây mà con hằng mong đợi. Con rất là hâm mộ những cái bài giảng của thầy, nhất là bài Bát Nhã Tâm Kinh qua cách nhìn của nhà thiền. Con đã nghe mỗi lần, con thấy nó có một cái sức sống mới và một cái sự hiểu biết mới ở trong bài Bát Nhã Tâm Kinh. Mà tuy là con nghe rất là nhiều băng, nhưng mà thấy cái băng của thầy mỗi lần nghe là mỗi lần con rất là cảm động và con rất là yêu thích cái bài đó. Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, trong khóa tu 4 ngày tại thiền viện Quang Chiếu, chúng con đã học được rất nhiều. Thầy đã dạy chúng con là phải trở về cái thực tại của chính mình, là tìm được nơi ông Phật của chính mình, không phải là một cái gì xa xôi, mà phải trong từng giây từng phút mình sống với cái mà nó hiện hữu ngay mình, không bỏ sót nó và không thêm thắt nó. Đừng để những cái ngã hờn giận yêu ghét, những cái hơn thua phải quấy, mà phải sống để trở về cái vô ngã tự tánh của mỗi chúng con. Và thầy cũng, quý thầy cũng dạy chúng con là phải tâm ở đâu, thân ở đâu thì tâm phải ở ngay đó, không thể để cho tâm những cái vọng tưởng nó kéo lôi mình đi xa xa dần. Và chúng con biết được đường trở về với cái tâm chân thật của mình, tuy là chỉ trên lý thuyết, nhưng chúng con sẽ lấy đó làm hành trang cho mình trong những cái bước tu kế tiếp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kế đó con xin kính cảm ơn quý vị sư cô ở trong băng quả đường đã giúp đỡ cho chúng con sự tu hành và 4 ngày được tăng cường năng lượng. Và nam mô Phật. Quý thầy được sức khỏe dồi dào,
Phật sự viên thành, và con mong rằng sẽ gặp quý thầy trong năm tới, con sẽ cố gắng. Nam mô Phật Bổn Sư Xin Thầy. Tốt rồi, đáng là để mà trên đường là trở về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước hết con cư Thịnh Độ, con từ bên California. Trước hết con muốn tỏ lời tri ân với quý thầy, quý sư cô và quý vị Phật tử ở thiền viện Quan Chiếu để cho con một câu hỏi đến đây. Khu một và thu tiền bốn ngàn rất là hy hữu, nhất là thầy Thánh Chánh đã giới thiệu một cái pháp tu cho con. Thì trong cái bốn ngày qua con xin có rất nhiều sự chia sẻ với quý thầy, nhất là thầy Thông Tạng, thầy Thánh Chánh. Thì trong những cái sự chia sẻ đó, con chỉ biết rằng là con chắc chắn là mình chưa có giác. Nhưng mà con hiểu, con chỉ biết rằng là cái ngày hôm nay, bốn ngày sau, nó rất là tốt hơn bốn ngày trước khi con trước kỳ đó. Những sự hiểu biết của con bây giờ, con suy nghĩ rằng là con biết con phải làm gì, phải tu như thế nào, nó khác hẳn với bốn ngày hôm trước. Trước khi con đến Quan Chiếu, thì xin một lần nữa con xin cảm ơn quý thầy đã cho con một câu hỏi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên đường chúng mình thường tòa quý thiền của nhà đức tăng ni, kính thưa quý vị lễ pháp hội, nãy giờ quý huynh đệ đã nghe hai vị pháp hữu của chúng ta từ phương xa tới, mà tại thiền viện Quan Chiếu thì chưa có ai. Mấy vị huynh nữ làm sao trình cái kiến giải của mình, ít nhất cái gì tu tập được sau bốn ngày mà quý thượng tọa đại đức Tăng Ni đã bỏ công lao ra hướng dẫn chúng ta, để cho quý sư cô đi vui lòng chút xíu thôi. Quý vị hãy mạnh dạn đứng lên nhé. Kính thưa quý huynh đệ, kính thưa bậc thầy, sau đây con cũng có xin có đôi lời trình lên cùng quý thượng tọa đại đức Tăng Ni cùng với các pháp hữu. Nãy giờ con ngồi đây ấy, mà lòng nó thì ở hướng về Đà Lạt, nhớ về tôn sư. Không có tôn sư thì con nghĩ rằng chắc cũng không có thầy, mà nhất định là không có con ngồi ở đây. Phật pháp khó nghe, Phật tại thế là càng khó hơn, và bên sư càng khó gặp ở cái thời đại này. Thật là một cái nhân duyên, một cái phước báo to lớn, mà con tin rằng rất nhiều đời, cho đến đời này, con gặp được huynh sư, con gặp được quý tôn túc trong tông môn, con được gần gũi quý thầy, và nhất là được hướng dẫn dẫn dắt gần gũi nhất hôm nay, ngày cho của bốn ngày tu học tại đất nước của người ta, cách xa. Trong cái nhân duyên này thì thầy về đây một lần nữa, con cũng đã có cái thời gian gần gũi nghe pháp, thỉnh pháp với quý bậc tôn túc trong tông môn. Mỗi lần nghe thì mỗi lần mắt mình nó sáng thêm, trí mình nó mở rộng, và nghe như một cái gì, một làn gió mới, nó thật là mát mẻ vào lòng. Thầy về đây thì vẽ lại cái bản đồ con đường để trở về nhà, thầy vẽ rất là rõ ràng, khúc nào cong, khúc nào vẹo, khúc nào xuống hố, khúc nào lên đèo, để cho hàng Phật tử chúng ta biết mà tránh, biết mà vượt qua, biết mà cố gắng trèo lên cao rồi thông thả trở về nhà.
buông bỏ những gì nặng nề trên vai để đi cho thảnh thơi con đường đó. Thầy trụ trì thiền viện Trúc Lâm cũng như thầy Thích Công Vạn đã vẽ cho chúng ta, vẽ lại, vẽ rất rõ ràng. Thì tôi hy vọng rằng trong cái pháp hội này 4 ngày qua chúng ta đã thấy rõ được cái con đường mà thầy đã vẽ cho chúng ta đi. Bên cạnh đó, thầy Thích Công Vạn cũng đã từ bi kêu gọi chúng ta hãy chú ý, hãy cẩn thận, đừng có vướng mắc, đừng có lầm lẫn trong cái văn tự, trong những cái gì mà còn mơ hồ, thầy cũng chỉ vẽ ra. Ngay cả đến cái lúc mà ngồi thiền, xả thiền, thì thầy cũng nhắc thêm một cái chữ nữa là thiền tự nó có, không có gì mà phải xả, không có gì mà phải lọc. Con nghe con khoái quá, con thích, thích trong lòng, tự nhiên là con thấy thầy từ bi quá đi, thầy biết cái căn cơ của mình, thầy biết cái căn cơ của Phật tử, cái hàng Phật tử, thì nó chấp thì chẳng cái duyên đó, thầy nói luôn để mà nhắc nhở thì ơn Phật khó đền, ơn thầy tổ khó đền, chẳng qua ơn của các vị khó đền muôn lần. Ơn của quý sư cô ở đây cũng rất khó đền, ngay cả ơn của các vị trong nhà bếp lo ăn lo chỗ ngủ của chúng ta cũng rất khó đền. Đền bằng cách nào? Chỉ bằng chúng ta làm thế nào để mà cho mỗi một cái vị Phật tự chúng ta giáng sinh ra đời, Phật ra đời, làm thế nào một ngày chúng ta về nhà an toàn, đó là cách mà đền ơn thầy tổ, đền ơn công lao khó nhọc của các bậc tôn đức trong tông môn. Thì con hy vọng, tôi hy vọng rằng các pháp hữu chắc cũng đồng ý nhìn lại 4 ngày qua. Và bạch thầy, nhân đây con cũng xin phép được nói lên cái kiến giải của mình. Dạo chốn rừng thiền tìm bóng dáng, dừng chân nhặt ý tổ sư xưa, lời kinh câu kể đều như mộng, một chữ tâm thôi lại cũng thừa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin hậu trì á thì Phật mới nhận. Thì đúng là đây phải là những cái Bồ Tát tại thổ địa trình nó có nghĩa nhiều hơn á. Nãy giờ là Tha Phương không ạ? Bồ Tát Tha Phương phải không? Bây giờ thì tại Quang Chiếu, Phật tử Quang Chiếu là phải trình ra cái có cái độ gì không thì mới là có ý nghĩa, nó là thiết thực thêm. Dạ thưa thầy, con nghe ảnh nói hay quá là con khớp luôn. Ảnh vừa nói mà ảnh vừa còn đọc thơ nữa, con hết không dám nói. Không phải thơ. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, con có xin có lời đáp bạch tri ân công đức của thầy, của sư cô trong 4 ngày qua đã dạy cho chúng con cách tu tập thiền định. Con cũng kể sơ qua về cái duyên của con đến với lại cái đạo tràng này. Cách đây khoảng hơn 30 năm, con có thường hay theo mẹ con đi đến chùa Thường Chiếu ở Long Thành, và
lúc đó là con, mẹ con cũng đã là đệ tử của sư ông Thích Thành Từ đó rất là lâu. Nhưng mà con lúc đó thì con còn trẻ, con đến đó con nghe sư ông thuyết pháp thì con cũng chỉ nghe thôi, con cũng không có để vô lỗ tai con. Rồi mẹ con nghe pháp ở Thường Chiếu xong rồi mẹ con tới Diêm Chiếu, mẹ con nghe Mexico thuyết pháp. Thì trong lúc mẹ con nghe thuyết pháp thì con cũng đi ở ngoài ngoài giường nữa, con không có nghe, tại vì làm như con không có duyên. Mà lúc đó con chắc cũng nặng nghiệp sao. Nhưng mà đến bây giờ xong rồi con đi qua Mỹ cách đây 16 năm thì lo đi làm rồi biết chùa này, biết tên chùa. Con cũng biết chùa khoảng 10 năm nay khi mà con dọn nhà xuống đây, mà tới thì con cũng chưa có đủ duyên để tới. Thì sau này con biết chùa Tôn Phe qua Tịnh Sơn Thiền Tông thì con nói cho mẹ con biết, thì mẹ con nói đây là chùa của chi nhánh của thầy sư ông Thích Thanh Từ. Mẹ con rất là vui và mẹ con cũng khuyên con nên theo con đường tu thiền. Mẹ con cũng mỗi tuần bây giờ chủ nhật con hay đến chùa để nghe sư cô thuyết pháp được xin sám hối. Và trước khi thầy qua con có nói cho mẹ con biết là thầy trụ trì chùa Trúc Lâm, thầy Thích Thông Phương sắp qua giảng pháp cho tụi con nghe 4 ngày. Thầy con nói như vậy đó là duyên lành, phước đức lắm. Rồi con ráng tu tinh tấn đi, tại vì thầy đã rất là bận rộn. Thầy một mình thầy là quản lý 3 cái chùa ở ba cái thiền viện, thầy bận lắm mà không biết làm sao mẹ. Mẹ không biết sao thầy có thể sắp xếp qua để mà giờ chuẩn bị đầu tràng có 4 ngày. Thì mẹ con cũng rất là mừng. Sau khi dự khóa tu thì con thấy những lời của thầy dạy khuyên chúng con giống như là mưa pháp. Con rất là tri ân và con nguyện sẽ cố gắng mà tu tập tinh tấn theo lời thầy chỉ bảo. Và con cũng rất biết ơn sự lo lắng của tâm quý cô đã dìu dắt lo lắng cho chúng con từng ly từng bước, giúp đỡ cho chúng con, dạy dỗ cho chúng con để mà chúng con càng ngày càng tiến trên con đường tu hành. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con cũng là càng gặp những cái
không phải là cảm xúc biết ơn không thôi, mà là về những cái lời dạy, những cái bài giảng của thầy trong 4 ngày qua. Và con cũng muốn một lần nữa tóm tắt lại một chút xíu, và nếu như con có qua điểm nào hoặc có sai lầm ở điểm nào thì xin thầy nhắc nhở lại dùm cho con, cũng như là bổ túc các huynh đệ khác cùng bổ túc cho con. Giống như là con không có gì, nếu như mà chẳng may con không có gì để mà có được cái cơ hội như ngày hôm nay nữa, thì con không có biết là hỏi ai, hỏi một cách trực diện như thế này thật là phước báo vô cùng. Con không dám dài dòng. Cái này thứ nhất thì khi mà thầy trong cái buổi giảng đầu tiên thì thầy giảng về cái tiền tâm. Khi mà thầy hỏi tiền tâm thì thầy đã dẫn dắt cho chúng con những câu hỏi là biết cái tâm này gì hay không, và có mình có tâm hay không, và trong người mình có những cái tâm gì. Nếu mình có một tâm, hai tâm, ba tâm hay nhiều tâm thì có phải mình là có mình thành ra nhiều người hay không. Tất cả những điều đó thì các bạn đồng tu ở đây, các huynh đệ đã có nghe qua, con không có lặp lại. Con chỉ muốn nói rằng là khi mà thầy hỏi điều đó đó, thật sự trong lòng con nó bình thường thì con có nghe bằng giảng của thầy và của hòa thượng cùng các sư cô khác nữa, nghe thì tới đâu thì nghe thấy sáng tới đó, nhưng mà rồi thì cũng quên. Cho nên khi thầy hỏi thì con mới đàng hoàng, không có hiểu, không giải thích được. Mà nếu như giống như thầy nói không giải thích được thì chỉ là tu ở tu quán, tu đình gì đó thôi à, không có đi vào thực hành. Lúc đó thì con tự hỏi mình là câu hỏi của thầy đặt ra cũng chính là câu hỏi của con, mà tại sao lâu nay con không có đi tìm câu trả lời và cũng không xác định được nó. Thì khi mà thầy giảng xong thì thầy nhắc cho con nhớ một cái câu chuyện mà thầy nói rằng là Phật quở Ngạ Nan trong cái kinh Lăng Nghiêm, thì con hiểu rằng là thầy cũng đang quở con. Thật sự thầy không quở con, nhưng con tự cho mình là như vậy. Con tự cho là như vậy bởi vì là con cũng đã có nghe qua giảng rồi mà con lại quên. Cái thầy nói thì đó thì con mới bừng ra. Thật sự là đúng như vậy, ngay lúc đó con ngồi đó, con nghe thầy giảng, tâm con ở đó mà thầy hỏi con tâm con ở đâu, con cũng không biết. Và con còn hỏi là đang tìm tâm ở đâu, con cũng muốn biết thầy chỉ cho con đi tìm ở đâu nữa. Cho nên tất cả những cái đó nó giống như là một cái ngọn đèn rọi vào tâm con một lần nữa. Và cái điều này thì nó sẽ khắc ghi mãi mãi, để cho con có thể nhớ được rằng là thế nào là tâm mình, và mình có tâm hay không, và lúc nào thì mình lạc mất nó, và nếu mình lạc mất nó thì thầy cũng đã chỉ cho con biết là mình phải đi tìm dấu, mình phải theo dấu để tìm nó qua 6 căn, và qua đi tìm, và đừng để cho tâm của mình phải bị mất đi khi mà nó đi qua 6 căn để theo cái 6 trần 6 cảnh. Thì điều này không biết là con có hiểu đúng như vậy hay không, còn thiếu sót chỗ nào thì cũng đáng nữa. Xin nhờ huynh đệ bổ túc nhìn thêm, hoặc là thầy có thể chỉ dạy thêm con. Và một cái bài pháp khác nữa, khi mà thầy giải thích những cái câu hỏi của các huynh đệ, thì thật sự khi mà nói rằng là hỏi câu hỏi, con cũng rất là muốn đặt câu hỏi, mà con không biết hỏi gì, con không biết phải biết gì để hỏi cả. Con nghĩ là đây là một cơ duyên rất lớn mà con không hỏi được gì cả, không biết đặt câu hỏi làm sao. Thì tất cả những câu hỏi của huynh đệ khác rồi khi thầy giải thích thì con đã học hỏi rất nhiều, chẳng hạn như là hỏi về cái phần sám hối. Nếu mà tâm mình sám hối rồi thì tội có tiêu không? Rồi nhưng mà nếu mà tội tiêu là tiêu từ cái thời điểm đó đi, nếu mình thật tâm sám hối, nhưng mà những tội trước đây mình đã làm rồi, vậy thì cái đó nó lại đi theo cái nghiệp nhân quả của Phật đã dạy. Tức là mình đã tạo nhân thì mình phải gánh cái nghiệp. Và sau đó thì thầy lại còn dạy nữa, rằng là mặc dù rằng là tạo nghiệp, mình sẽ chịu cái nghiệp đó, mình tạo cái nhân đó, tạo nghiệp đó, nhưng mà lúc này á, mình đã là người giác ngộ rồi, cho nên mình đã sám hối rồi, cho nên mình lòng mình nó sẽ nhẹ nhàng, mình sẽ thương thói. Và
nếu cái nghiệp nó có đến thì mình cũng chấp nhận là vì mình đã tạo, và như vậy nó từ nhẹ nó lại trở, từ nặng nó lại trở thành nhẹ. Nhẹ đây không phải là vì hình phạt nhẹ hơn, mà là nhẹ hơn là vì lòng mình nó nhẹ, mình không cảm thấy là mình bị phạt nữa, mà mình cam chịu với lại những cái gì mình đã làm. Và nó còn có nhờ vào những cái nhân duyên khác, do mình sám hối, mình tạo phước, mình làm lành, mình sống lành, mình sống một cách là không còn những tham sân si, và mình biết tha thứ và mình biết hỷ xả, thì tất cả những nhân duyên đó, những nhân tố đó, nó khiến cho những cái quả của mình nó đến, thì sẽ có được rất là nhiều những cái nó đã sẽ làm giảm đi được cái sức nặng của cái quả nó hiện hữu ra. Cũng tương tự như vậy thì trong những cái buổi sau đó thì là do thượng tọa Thông Tạng giảng, thì thầy lại rất là chú ý đến cái vấn đề, cũng giống như thầy nói là về tiềm tâm, nhưng mà thầy lại chú yếu về cái mức độ là chúng con phải biết sống trong từng giây phút một, không phải chỉ có lúc ngồi thiền hay là những cái lúc mà đi vào giảng đường như thế này để nghe pháp không thôi, mà là trong từng phút giây một. Và thầy Thông Tạng vì ngày phải đi về sớm rồi nên con cũng không có dịp để mà cảm kích cái công ơn này, là vì thầy đã dẫn dắt chúng con trong mấy cái buổi pháp thoại vừa qua và cả những buổi kinh hành nữa. Dáng của thầy đi rất là an nhiên tự tại, và trong từng bước đi nó đều có mặt của thân và tâm cùng nhất nhất như cả, và con cũng noi theo đó. Con biết rằng trong những ngày sắp tới, thật sự ra thì con cũng xin được thưa, ở trong cuộc sống hàng ngày của con cũng luyện tập như thế, nhưng mà có lẽ có một lúc nào đó, ví dụ như quá vội thì con cũng phải chạy, con không thể đi từ từ được. Chẳng hạn như ở trong nhà con, ví dụ như buổi sáng con đi xuống từ phòng ra, con rót nước thì con sờ cái cốc nước, con bấm cái vòi nước, con biết, nhưng lúc đó người thân mình đó, họ cắt ngang ngay, họ không biết rằng là mình đang rất là trong một cái trạng thái rất là thiền và cảm thấy rất là thư thái, thì họ lại cắt ngang. Ví dụ họ nói là đã làm cái đó chưa, nó chiều về không kịp, thì lúc đó con tay con vẫn nghe, nhưng trong lòng của con vẫn cầm cái ly nước, con vẫn uống cho hết rồi con mới trả lời. Thì người thân của con, những người đó họ không có hiểu được ấy, thì lại nói rằng là sao lại thờ ơ quá vậy, không có muốn trả lời. Hoặc là dạ con nó rất là có rất là nhiều những cái điều mà khi mà con đang rất là từ từ để làm thì người ta cảm thấy là giống như con không có cùng một nhịp sống. Dạ con hiểu được điều này, và con cũng xin chia sẻ được là nếu như các vị đồng tu ở đây mà nếu mà có thực tập ở nhà chắc chắn cũng sẽ có những cái đồng cảm với con vậy. Và con cũng không có hề trách những người trong nhà, là vì ở cái mức độ và những cái sự cái tôn phái nó khác nhau, và cái chọn cái cách sống thì cũng khác nhau. Có người thì thích rất là cái gì cũng phải chớp nhoáng thật là lẹ, có người thì thích chậm chậm từ từ. Cho nên là đây là con chỉ nói về cái kinh nghiệm của con, về cái trường hợp của con trong gia đình và trong cái trong nơi làm việc của con. Thì con thường hay bị nói rằng là sao chậm vậy, sao, nhưng thật sự không có chậm. Khi người ta nhìn thấy thì là mình chậm quá, mình không có lanh lợi được. Còn về những cái bài kể, ví dụ như thầy dạy thầy Thông Tạng thì khi thầy giảng thì thầy giảng thầy nói về cái cách thực hành trong từng giây từng phút, thì thầy đã dùng đến cái giới định huệ của tự tánh để mà thầy giảng cho chúng con nghe, thì điều này khiến cho con cũng rất là tâm đắc. Rồi kế tiếp nữa là thầy giảng những cái câu trả lời của thầy, chẳng hạn như tối hôm qua thì thầy giảng cho chúng con nghe về vô ngã, và thầy cũng nói về Phật pháp, về Phật tánh. Trong đó thì đã phân tích ra được Phật tánh thì gồm có tới ba Phật tánh, đó là chánh nhân Phật tánh, duyên nhân Phật tánh và liễu nhân Phật tánh. Thì
điều này nó đã giải tỏa cho con được một câu hỏi, mà xé một chút nữa thì con lại mang ra để hỏi thầy mà trong lòng rất ngượng, không có dám lên tiếng. Nhưng khi thầy giảng cái đó thì tự nó có câu trả lời. Đó là trước đó thì là có một huynh đệ đã hỏi thầy Không Tạng rằng là trong một cái quyển sách nào đó của thầy viết thì có nói là Phật tánh vô thường. Dạ. Rồi tối hôm qua khi thầy giảng về vô ngã thì thầy lại nói rằng là tất cả đều là vô ngã. Khi đó trong đầu con lại hiện lên một câu hỏi tiếp nữa, vậy thì Phật tánh có vô ngã hay có ngã hay là không có ngã? Điều này thì con thật sự không dám tự cho mình có câu trả lời là đúng. Nhưng khi đó con họ tự trong lòng con có câu hỏi như thế, khi nói về vô ngã thì nói tất cả đều vô ngã cả, và con cũng rất là hiểu suốt được cái lời thầy giảng về vô ngã rồi. Nhưng khi nói tới khi thầy nói tới Phật tánh, nó gồm có liễu chánh nhân Phật tánh, đó là trong người của chúng ta mỗi người đều có một hạt giống Phật tánh, và cái đó khi mình sinh ra trên đời này thì mình nó cùng đồng có luôn một thể một lúc. Thế thì còn cái duyên nhân Phật tánh thì là chỉ khi nào mình đủ duyên, giống như ngày hôm nay trong kỳ pháp hội này con có duyên gặp thầy, thì nó những cái câu hỏi và những cái cảm xúc của con nó hồ đạt đến là bây giờ nó mới làm cái nhân duyên để con có đủ can đảm đến đây để mà nói chuyện và thương thỉnh với thầy và cô. Và cuối cùng nữa thầy nói về cái liễu nhân Phật tánh, tức là đó là một cái đốm lửa mà nó hiện ra trong cái gian phòng tối, cũng giống như con đó có những cái câu hỏi mà bế tắc vô cùng, thì khi lúc này thầy giảng cho con nghe con bừng sáng lên, thì cái đó gọi là một chút đó, nghe nói là một cái gọi là một cái điểm gọi là tiểu liễu nhân Phật tánh. Con hỏi là không biết là con dùng từ có đúng hay không. Dạ, nhưng mà tối hôm qua con suy nghĩ qua cái câu hỏi nói rằng Phật tánh là vô thường, thì con muốn xin được thưa với thầy, không hiểu có phải là khi thầy nói như vậy có nghĩa là trong ba cái nhân Phật tánh đó thì chánh nhân Phật tánh là không phải là vô thường, mà cái duyên nhân Phật tánh là vô thường, hay là cái liễu nhân Phật tánh là vô thường, thì con cũng chưa có thấu suốt được điểm này. Và lúc nãy con phải suy nghĩ nhiều lắm, vì nếu mà để thầy đi rồi con không biết hỏi ai. Dạ, rồi sáng nay nữa thì thầy đã giảng về những cái bước chân để đi đến cái chết với thầy. Mặc dù là đây là một cái chủ đề mà ai cũng thường xuyên nói hết, nói đời là vô thường lắm, tối lên giường không biết sáng có xuống được giường hay không, rồi nói là tóc bạc, rồi từ tóc xanh đến tóc bạc, từ da thẳng đến da nhăn, dạ nói nhiều lắm. Nhưng mà cái thật sự là có hiểu được rằng là trong người của mình đang chết dần đi từ từ như thế nào, và chết theo kiểu nào nữa, là giống như thầy giảng về cái bài kinh mà của cái cậu bé mà đã đi với thật về sáng hôm nay đó, thưa thầy, là cái sư gì mà 7 tuổi mà đã đạt những cái câu hỏi đó con cảm thấy nó thật là đơn giản, mà chỉ cần là mình thật sự giống như này nói, mình thật sự tin và mình thật sự muốn đi tìm, giống như này nói tìm không có tìm, thật sự mình muốn khám phá con người mình muốn đi trên con đường tâm linh đó, và mình muốn được giải thoát ra giống như cá vọt khỏi lưới, để rồi mình biết được rằng là vì sao, và mình tìm được ra, mình khám phá ra tự trong con người của mình những cái ngóc mắt của nó, vì sao mình phải khổ, vì sao mình phải như thế này như thế nọ, thì con thấy là nếu như mà con có được một cái
sự chỉ dạy của thầy một lần nữa. Về cái câu hỏi vừa qua thì con còn đang thắc mắc rất nhiều. Thế là có phải Phật Phật tánh là vô thường không? Rồi nếu thầy hỏi người bạn con vậy con nghĩ sao? Thì con nói không có vô thường. nhưng mà con muốn xin thầy khẳng định cho con. Con xin nhường lời lại cho các vinh đại khác. Con xin cảm kích ức của quý thầy của con. Những ngày qua thầy đã phải gác thiền cho tụi con để mà tụi con có được những cái giờ thiền yên tĩnh. Và quý cô đây đã buổi tối phải đi xuống dưới chỗ các cái chỗ nghỉ ngơi để mà xem chúng con có đầy đủ được hay không, ấm êm hay không, rồi ăn uống ngủ nghỉ quý cô đều lo từ trước một. Con rất là cảm kích và rất là mang ơn quý cô quý thầy. Một lần nữa con xin được cảm ơn. Chính xác đầy đủ á, thì tức là Phật tánh á, thì nó vượt lên cả thường và vô thường. Còn khi nói thường và nói vô thường đó là nói theo cái phương tiện, nghĩa là khi mà Phật người mà chấp thường thì khi nói vô thường để phá cái chấp rồi thôi, hoặc là người chấp vô thường thì nói thường là để cũng phá chấp rồi thôi. Nhưng mà đúng nghĩa của nó thì vượt lên cả thường và vô thường thì mới đúng là Phật tánh. Tức là cũng như kia lục tổ cũng có dạy đó, thì khi nói Phật tánh vô thường đó là để phá cái chấp thường của ta. Tức là chấp thường là thấy thường theo một cái nghĩa gọi là thường mà gọi là chết cứng đó, chết cứng chỗ đó. Thì nếu mà tiêu dù là Phật tánh mà thường hạ như vậy rồi thì chúng sanh hết tu. Tức là chúng sanh Phật tánh là thường thì chúng sanh cũng thường, thì vậy chúng sanh không thể mà tiến lên thành Phật. Cho nên là nói Phật tánh vô thường là bởi vì để thấy chúng sanh có thể là chuyển thì chúng sanh tiếng lên thành Phật, cho nên nó vô thường. Nhưng mà đó là cái danh từ để mà phá chấp được thôi, chứ mà không phải nghe nói vô thường là tưởng đó là Phật tánh thật sự vô thường. Nếu Phật tánh mà thật sự vô thường đó thì coi như là mình cũng hết tu luôn. Vô thường là từ khi mà mình mê mà tới giờ nó vô thường rồi, tức là nó thành cát bụi hết rồi, thì mình cũng hết hy vọng giác ngộ. Đó, tại nó hiểu cái đó thì đúng ý nghĩa là Phật tánh là vượt lên cả thường vô thường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch hòa thượng trụ trì, kính bạch chư tăng ni, sau đây là con xin trình pháp. Trong 4 ngày qua tu tập, trong 4 ngày qua con tu tập theo cái sự hướng dẫn của quý thầy thì cũng có hôn trầm, cũng có tán loạn, và mỗi khi hôn trầm thì con cũng cố gắng mở mắt ra, lớn ra, quán niệm về một cái thứ gì đó để mà mình ra khỏi cái hôn trầm. Mỗi khi tán loạn thì cố gắng quay lại để nhìn chính mình để bớt đi tán loạn. Chẳng hạn như khi nghe điện thoại thì con ghi nhận cái tiếng nghe điện thoại, hoặc là nghe tiếng xe chạy thì ghi nhận tiếng xe chạy, thành ra mỗi một lần thấy như vậy thì quay lại để mình nhìn lấy cái tâm của mình và quan sát lấy cái tâm của mình và ghi nhận nó. Trong cái buổi học này, trong cái mấy ngày này thì con học được từ quý thầy mà áp dụng trong bất cứ lúc nào, trong bất cứ trạng thái nào của tâm mình cũng phải có cái sự hay biết. Và con xin ứng dụng những cái sự đó để mà áp dụng vào đời sống. Xin cảm ơn thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch quý thầy cùng quý sư cô và kính thưa quý vị Phật tử, thật là một cái duyên lành để chúng ta có mặt ngày hôm nay dự khóa tu 4 ngày, thật nhiều lợi lạc. Rất là phước lành cho tất cả chúng ta. Trong những ngày ngồi thiền, đi hành thiền và sinh hoạt, học Phật pháp và tham vấn thì con luôn luôn được học hỏi những cái lời thầy dạy, chỉ dạy, nó làm cho tâm mình càng thêm sáng ra và xác định rõ cái
những cái gì mình đã làm và đang làm và sẽ làm trên con đường tu để giác ngộ và giải thoát. Thì lúc mình ngồi thiền thì con có thể mình đình chỉ những cái vọng tưởng cũng có thể rất là nhanh, và mình cảm thấy cái tâm mình rất là kinh an. Và nếu mà cơ thể mình mà ngủ không đủ hay là mệt mỏi thì trong cái trạng thái đó, như thầy đã giảng dạy, nó hoặc là nó rất là hoạt động, nhiều vọng tưởng khởi lên liên tục, hoặc là lúc mà nó dừng, thì nếu mà đi dừng mà mình không có giữ cái ý thức, giữ cái chánh niệm để luôn luôn hằng biết thì dễ rơi vào phong trầm. Và đặc biệt nếu mình cơ thể mình không có khỏe mạnh hay là yếu hoặc là thiếu ngủ thì lúc mình nó trầm lặng ra thì rất là dễ buồn ngủ. Nhưng mà khi mà mình giữ được cái ý thức, mình giữ được cái chánh niệm, mình nó biết nó đang yên tĩnh, cái sự tĩnh lặng đó, mình thấy được những cái hơi thở thật là nhẹ nhàng, cái thân mình thật là nhẹ nhàng, có như không, và cái nhịp tim đập thiệt là chậm, thì mình thấy được mình lúc đó là mình có thể con thấy như là ông chủ không ở đâu xa, còn ông chủ ở luôn luôn mà rất là gần quanh mình. Nếu mà mình luôn luôn thực tập thường xuyên như lời thầy chỉ dạy thì con tìm thấy những cái lời giảng là Phật pháp, những cái buổi thiền hành và ngồi thiền rất là lợi lạc. Và con xin cảm ơn thầy cùng quý sư cô và tất cả mọi người để chúng ta cùng nhau tu học để tinh tiến trên con đường giác ngộ giải thoát. Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạnh, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Xin chúng con xin luôn luôn nhớ lời của thầy, của quý thầy, quý sư cô giảng dạy để chúng ta cùng nhau tinh tấn mãi để đi trên con đường giác ngộ giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy trụ trì, kính bạch quý thầy, kính bạch quý sư cô và kính thưa quý đạo hữu. Con ở Tôn Tâu tới, tức là con ở phương xa tới. Và tên con, pháp danh con là Tâm Khinh Na. Nhưng mà con được biết tới là Tâm Không An. Khóa tu này thật là một cái duyên rất là đặc biệt, là thầy giảng về tiềm tâm. Thì mặc dầu rằng khóa tu nói 4 ngày nhưng mà thiệt ra có 3 ngày thôi, trừ 2 cái buổi sáng và buổi chiều hôm nay. Thành ra qua sự giảng dạy của quý thầy và qua sự thực tập, cái chương trình thực tập đều đặn thường xuyên hàng ngày, song song với bài giảng và song song với sự thực tập, thì những cái khó khăn của con về thiền tập bây giờ đã có cái con hy vọng, và con thấy rằng những buổi ngồi thiền của con không còn là một sự vật lộn giữa hơi điều hòa hơi thở và biết giọng không theo nữa. Con hy vọng là con sẽ tiếp tục được cái thực tập này sao mà con đã thấy được sau cái khóa tu này. Thành ra con rất là quý vị cũng đã nói lời cảm ơn rồi, con nói con cũng vô cùng cảm kích cái ơn của quý thầy trong cái khóa tu này. Và cái điều mà con không biết nói sao về cái cách thầy trả lời cái câu hỏi đó, thì là thiệt tình là chấm dứt được những cái chuyện, những cái vọng tưởng con tưởng tượng là thầy phải trả lời nó cao siêu dòng do lắm. Thầy có hai chữ thôi, hai chữ mầu nhiệm, dễ thôi. Thành ra nó bắt con, đã đưa con trở về lại với thực tại, khỏi phải nghĩ tới cái chuyện xa xôi. Thành con cũng xin ghi nhận hai chữ dễ thôi của thầy.
không muốn nói nhiều lắm, mà bị con biết là bữa nay có được nói cho nên con không có sắp đặt cho nó theo thứ tự, con hay nói lung tung beng. Nhưng mà cái điều mà con muốn nói với quý vị á, nhất là quý vị ở Quan Chiếu á, thì quý vị không biết là quý vị có phước vô cùng tận. Quý vị có một cái chùa rất là đẹp, rất là, có một chánh điện rất là lớn, có thiền đường, có những phòng ốc, có phòng sinh hoạt và cả một không gian vô cùng thanh tịnh. Mà ngày đầu tiên con tới đây thì con đã thấy những cái lăng xăng của con chưa làm gì hết đã rụng xuống được 50-60% rồi. Và một điều mà khi con rất cảm kích khi con tới đây đó là con thấy một cái cơ sở lớn như thế này. Ngoài sân còn những cây ngã rung tung beng, mà ở đây có hai sư cô già, hai sư cô nhỏ và một đại tướng thôi, có một kiện tướng thôi mà có sắp cả một cái cơ sở mà rất là lịch sự, xinh đẹp, thanh tịnh và khang trang. Thì như vậy thì thực sự là sao mấy quý cô có thể làm được như vậy? Thì bởi vậy cho nên phải nói tới cái lực lượng công quả của đạo tràng Quan Chiếu ở đây là vô cùng là nhiệt tình và quý vị. Mà rồi quý vị, bởi vậy quý vị ngoài cái sự kính phục cảm kích cái đạo tràng Quan Chiếu, cái ban quản trị ở đây là như vậy đó mà làm được một cái cơ sở như thế này thì quá phục. Thì quý vị phải biết có phước vô cùng, trong khi tụi con ở Tô Tô á có một cái chùa rồi bây giờ tụi con là gọi là homeless. Nhưng mà thôi con không nhắc tới chuyện đó. Thành ra thật là cái quý vị rất là có phước. Rồi con được biết rằng á, đi tới đâu mà không có ăn, không có pháp thì dâm. Ở đây có ăn, có pháp, có ở, có ấm, có ăn thêm cho nó thêm sức khỏe nữa, thì con quyết định con sẽ trở lại đây. Do đó xin thỉnh cầu thầy sang năm thầy sẽ qua làm 7 ngày. Lý do ngày hôm nay mới bước qua ngày thứ 3 thôi chứ không có gọi là ngày thứ 4, là tại vì ngày đầu tiên buổi sáng là lăn xăn lộn xộn đó, lo đặt viên đá rồi người chạy đi lấy xi măng, người chạy cát, người lại lấy concrete, lấy lộn xộn, không có trúng. Thành ra tới bữa nay mới cho tới bây giờ mới vừa thấm tương giao thì đã phải rã hàng đi về. Con sẽ trở về cái chuyện lăn xăn của con sẽ đổ thừa. Thành ra thưa thầy, và thưa con cũng xin thưa chuyện này nữa là con đi nhiều khóa tu, cái chỗ cái khóa tu mà cho ăn ngon hạng nhất là Quan Chiếu. Tôi cũng có những cái khóa tu mà ở chùa khác, mượn chùa khác, cái chỗ cho ăn dở nhất là Toronto. Thành ra con cũng xin lần nữa xin ghi nhận cái công ơn của quý sư cô lo cho tụi con ăn mà ăn nhiều quá. Thành ra có nhiều khi con cũng có thưa với sư cô thường phương là con nói phải chi ăn ít chút, tụi con cũng happy như thường, happy lắm rồi. Để thôi, rất là ăn thì ngon mà người ta cực quá ăn sao cho vô. Thành ra cái về riêng về cái thời khóa đây đó thì con rất là phục, là tại vì thiệt ra cái pháp là một chuyện nhưng mà cái thực tập là một chuyện rất là vô cùng quan trọng. Thành ra cứ đều đặn mỗi ngày sáng trưa chiều cứ lặp lại những cái thực tập đó, thực là cái đó có hiệu quả cho con nhiều lắm. Thành ra xin thầy hứa luôn, hứa chắc. Và xin và cũng xin cảm ơn đạo tràng Quan Chiếu, quý vị rất là hiếu khách.
nói chuyện có ứng dụng vô thanh pháp. Mô Phật bị thời giờ rất là eo hẹp, cho nên thầy còn có một phần thành ra bây giờ chúng con chúng con xin mạn phép đại diện các huynh đệ ở Thiền viện Quan Chiếu này sẵn sàng welcome các Bồ Tát ở phương xa tới tới tạm thời cũng được, mà tới định cư luôn để thành Bồ Tát thổ địa ở đây càng tốt. Con cũng muốn hướng dẫn lời này thầy chuẩn bị để mà cái buổi lễ hôm nay. Thì đó, thì vậy thì nói để mà kết thúc lại thì theo cái tinh thần của nhà Phật ra thì cái gì mọi pháp ở thế gian nó đều là nhân duyên hết, cho nên là hôm nay Đức Phật tu được viên mãn vui vẻ thế này là cũng do đầy đủ nhiều cái nhân duyên đóng góp tụ họp lại với thành, chứ không phải do một người, hai người, ba người mà được. Cho nên là đây thì cũng đầy đủ nhờ quý thầy trợ duyên, nha. Như thầy tâm tạng rồi thì ban đầu là không có tính là trong khóa tu, nhưng mà rồi thấy cho cũng đầy đủ duyên lành ở lại trợ duyên, rồi quý thầy thông giải, rồi quý thầy đi theo đây, rồi cũng như quý thầy ở chân tâm rồi đó, thành đây rồi quý sư cô cũng như là trong đoàn tràng tất cả đều tụ hợp lại, thành ra đầy đủ duyên lành chung hợp lại cho nên thành tựu được cái công đức đầy đủ hôm nay, cho nên về đây công đức này cũng chia đều hết cho tất cả. Rồi thì cũng mình cũng không có hưởng riêng nữa mà cũng là hưởng cho tất cả chúng sanh, cũng là người còn cũng như cả mất, tức là người âm người dương gì cũng đều được hưởng cái niềm an lạc hết, để cho cái duyên lành nó càng được lan tỏa rộng rãi, để tất cả đều được thấm nhuần, để cho gọi là Phật pháp cũng được đầy đủ cái lợi ích, cũng như mọi người đều gieo được những duyên lành với Tam Bảo, để người cùng trở về cái con đường chánh giác, đó là cái điều mà mong muốn, cho nên với cái duyên lành đó mình cũng mở rộng hết để trang trải cho khắp tất cả hết. Nam mô Phật cũng như Nam